không chỉ được thảo luận kỹ lưỡng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, mà còn là tâm điểm trên các kênh truyền thông. Các nội dung được đặc biệt quan tâm, đó là thời hạn cho thuế đất, trong một số trường hợp đặc biệt, có thể lên tới 99 năm. Và vấn đề bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, khi các đặc khu này đều nằm ở vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh. Tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận hết sức kỹ lưỡng, với tinh thần trách nhiệm rất cao, đề cập nhiều nội dung quan trọng của dự án luật, từ công tác cán bộ, cơ chế chính sách, môi trường kinh doanh, thời hạn cho thuê đất tại các đặc khu và cách làm để thu hút đầu tư, tạo cực tăng trưởng mạnh mẽ, vừa bảo đảm kinh tế, đất nước phát triển bền vững, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Bên hành lang Quốc hội, đại diện cơ quan xây dựng, trình dự án luật, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí, giải đáp nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm liên quan đến ba đặc khu. Do còn nhiều ý kiến khác nhau, chiều ngày 7 tháng 6, Quốc hội đã tổ chức cuộc họp tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý lại dự án luật. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phòng và Phú Quốc. Cuộc họp do Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Chu Lưu chủ trì, với sự tham gia của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Thường trực Ủy ban Pháp luật, đại diện các ủy ban của Quốc hội, các bộ, ban, ngành có liên quan. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ, chỉnh lý dự án luật theo hướng không quy định trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu có thể được kéo dài lên tới 99 năm. Đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội cho phép xem xét, biểu quyết về dự án luật này tại kỳ họp sau. Chính phủ cũng đã chính thức thông báo về việc chính Quốc hội xem xét cho lùi thời hạn thông qua dự án luật này để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện nhằm bảo đảm dự án luật khi trình Quốc hội thông qua đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của các vị đại biểu Quốc hội và cử tri, và cũng là mục tiêu của Chính phủ đề ra là vừa xây dựng thành công ba đặc khu, vừa giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Riêng về vấn đề thời hạn cho thuế đất, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của luật đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt, kéo dài đến 99 năm. Những sự điều chỉnh mang tính cầu thị này cho thấy Quốc hội, Chính phủ luôn luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng chính đáng của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Cử tri và đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Các ý kiến cho rằng đây cũng là sự thận trọng cần thiết trước khi ban hành một chính sách mới và quan trọng, không chỉ liên quan đến kinh tế xã hội mà còn tác động đến cả quốc phòng và an ninh. Nhưng thật đáng tiếc, trong những ngày qua, một số đối tượng cơ hội chính trị đã lợi dụng tình cảm của nhân dân, phát tán những lời kêu gọi dưới vỏ bọc tình yêu Tổ quốc trên mạng xã hội để kích động, lôi kéo người dân xuống đường, tụ tập đông người, hô hoán, thậm chí manh động, tấn công lực lượng chức năng thực thi công vụ, gây mất trật tự an ninh nơi công cộng, tạo nên một hình ảnh Việt Nam bất ổn. Đi ngược lại với nỗ lực của nhà nước và nhân dân đang quyết tâm thực hiện nhằm xây dựng một đất nước hòa bình, ổn định, dân chủ và văn minh. Đây không phải lần đầu những chiêu trò này được những kẻ cơ hội chính trị thực hiện nhằm chống phá nhà nước, lật đổ chế độ. Thời gian qua, nhiều âm mưu đen tối của bọn chúng đã được lực lượng chức năng lật mặt nạ. Và những kẻ phá hoại, gây rối đã phải cúi đầu nhận tội, chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mỗi cử tri, mỗi người dân hãy thể hiện tình yêu nước một cách sáng suốt, tích cực và phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm góp phần tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Sáng ngày 11 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đứng lên kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin tụ tập đông người tại một số nơi. Mặc dù theo kế hoạch chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, ngày 15 tháng 6, Quốc hội mới thông qua dự án luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tuy nhiên, sáng nay ngày 11 tháng 6, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6, tháng 10 năm 2018. Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết việc lùi dự án này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ngày hôm qua đã có những hành động quá khích, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, qua đây thấy việc Quốc hội, đại biểu Quốc hội đang bàn ở hội trường này đã lan tỏa ra cuộc sống. Chỉ đáng tiếc, vấn đề này đã bị nhân dân ngộ nhận hiểu lầm, nên đã có những hành động quá khích, không loại trừ sự yêu nước của người dân đã bị lợi dụng, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Do đó, Quốc hội kêu gọi nhân dân, đồng bào cả nước, hãy bình tĩnh,
tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt những dự án luật. Quốc hội đang thảo luận, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội nói. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết. Bản thân bà cũng nhận được thư của đại biểu Quốc hội, rất tâm huyết, rất có trách nhiệm. Tôi cho là chúng ta có nhiều hình thức góp ý. Và những phát ngôn của chúng ta đừng tạo ra thêm sự ngộ nhận, hiểu lầm lần nữa. Và sự ngộ nhận đó lan ra ngoài xã hội thì ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của đất nước, chứ không phải chúng ta nói để được. Rất mong trong phiên họp sáng nay, chúng ta phải dừng lại để tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân. Cũng xin báo cáo với Quốc hội để chúng ta thấy được trách nhiệm của Quốc hội, trách nhiệm của từng đại biểu và từng cử tri khi bàn bạc nhận xét một quyết định mà Quốc hội đang làm việc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. Đại biểu Dương Trung Quốc, sự việc hôm qua là bài học cho chúng ta. Đó là chia sẻ của đại biểu Dương Trung Quốc Đồng Nai. Bên hành lang Quốc hội sáng ngày 11 tháng 6, liên quan đến việc lùi thời gian xem xét, thông qua dự án luật đơn vị hành chính. Kinh tế đặc biệt. Đại biểu Dương Trung Quốc khẳng định, quyết định của chính phủ, Quốc hội là kịp thời, đáp ứng mong muốn của người dân về việc. Các đạo luật được xây dựng trên cơ sở tham khảo các ý kiến của người dân. Làm đại biểu Quốc hội, tôi cũng đóng góp rất nhiều ý kiến. Tôi thấy những ý kiến của mình, kể cả những ý kiến phát biểu tại hội trường hay ý kiến tôi gửi thẳng cho các nhà lãnh đạo, đều được tiếp nhận, ông nói. Theo vị đại biểu này, sự việc vừa qua là bài học lớn cho các cơ quan lập pháp. Cụ thể, quá trình xây dựng luật chưa lấy được hết ý kiến của người dân, chưa kịp thời, nhanh chóng, đặc biệt là những tổ chức nghề nghiệp hay của các chuyên gia. Chính vì vậy, khi đến phút cuối cùng mới tạo thành những bức xúc không đáng có. Tôi cho rằng, trong quá trình xây dựng luật, cố gắng thu thập được nhiều hơn ý kiến của người dân. Và ngược lại, tăng cường ý thức của người dân. Đối với những việc chung của đất nước, đại biểu này nói, nếu có ý thức bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Đại biểu Dương Trung Quốc nghĩ rằng, mục tiêu cuối cùng đạt được là tìm được sự đồng thuận, tìm được sự nhất trí. Sự đoàn kết. Chúng ta đoàn kết lại, chúng ta mới mạnh được. Đừng biến đó thành cơ hội để chính chúng ta làm phân tâm. Ông nhấn mạnh, cũng bên hành lang Quốc hội, sáng ngày 11 tháng 6, đại biểu Dương Trung Quốc đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề này. Phóng viên, sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 6, văn phòng chính phủ đã ra thông cáo về việc lùi thời gian thông qua luật đặc khu. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đặc biệt là Bình Thuận, vẫn xảy ra tình trạng người dân kích động, biểu tình, đập phá một số trụ sở đơn vị. Ý kiến của ông thế nào về việc này? Đại biểu Dương Trung Quốc, tôi cho rằng, việc đó ra thông cáo là kịp thời. Tuy nhiên, cơ sở ở địa phương, không kịp thời làm công tác tốt, ở đâu cũng có các tổ chức, đoàn thể chính trị của chúng ta cả. Nhưng chúng ta không vào cuộc, nên một bộ phận người dân, tự phát cũng có thể, có người gửi gắm vào đó ý đồ này. Ý đồ khác, chúng ta phải kịp thời ngăn chặn việc đó. Chính vì thế, tôi cho đây là một bài học. Cũng nhân dịp này, tôi cảm thấy chúng ta rất cần một luật biểu tình. Nếu quả thực có luật biểu tình, thì người dân có thể bày tỏ ở đúng nơi, đúng chỗ, đúng mức độ. Và chúng ta có thể điều chỉnh được đối với những người quá khích. Chính vì chúng ta chưa có luật, nên mới xảy ra tình trạng này. Tôi biết có không ít người dân rất thành tâm tham gia việc đó, chứ không phải ai cũng là quá khích. Nhưng chúng ta chưa có hệ thống pháp lý để người dân bày tỏ quan điểm của mình dưới hình thức biểu tình, điều chúng ta ghi nhận trong hiến pháp. Đã 70 năm nay rồi, tại sao không thực hiện thông cáo của văn phòng chính phủ hay văn phòng quốc hội vào sáng sớm thứ Bảy? Đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng người dân vẫn có những hành động như vậy. Không. Các bạn đừng quá tin rằng, người dân đọc hết, nghe hết thông tin. Tại sao chúng ta không phổ biến cho người dân ở địa phương? Rõ ràng ở đây có vấn đề, thông tin không kịp thời. Mặt khác, tổ chức chính trị xã hội ở địa phương gần như không nắm được. Tôi biết chắc là có rất nhiều người dân tự phát. Không ít người dân còn hỏi ý kiến tôi rằng chúng tôi có nên thế này, có nên thế kia không. Quả thực là thông tin của họ không đầy đủ. Quả thực là sự việc này gây bức xúc cho người dân. Do chúng ta tuyên truyền chưa tốt, chúng ta lấy ý kiến chưa tốt. Và tôi nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy chúng ta thiếu một luật để điều chỉnh về một quyền của người dân đã có, để người dân có cơ hội, có điều kiện bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng trong khung khổ của pháp luật, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã khuyến nghị đại biểu Quốc hội trong hành động. Phát ngôn, đừng tạo ra thêm bất kỳ sự ngộ nhận, hiểu nhầm nào nữa, ông có bình luận gì? Đại biểu Quốc hội có quyền phát ngôn chứ? Vấn đề là phát ngôn ở đâu, phát ngôn ở thời điểm nào? Nếu phát ngôn ở Quốc hội, phát ngôn với các phương tiện thông tin đại chúng là đúng chứ, còn sự cẩn trọng là cần thiết. Cô Hồ nói,
Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để dân sợ. Không dám mở miệng, càng không nên để dân chán, không thiết mở miệng.